Vừa qua, Min đã có dịp gặp trực tiếp Rose Blackpink ngoài đời. Cô nàng không giấu được sự hào hứng, lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường khiến ai nấy đứng ngồi không yên. Những ngày qua, dàn sao khủng như Rose, Hứa Quang Hán, Kim Jami, Min và Gray đều thu hút sự quan tâm của công chúng cùng tham dự sự kiện của Tiffany và Co. tại Tokyo, Nhật Bản. Trên trang cá nhân, hai sao Việt liên tục cập nhật những hoạt động tại đây và giọng ca sinh năm 1988 nhận sự chú ý không ít. Trong hai ngày diễn ra sự kiện chính, Min ghi điểm với diện mạo chỉnh chu cùng phong cách thời trang ấn tượng. Nữ ca sĩ cũng vô cùng thân thiện khi chụp cùng loạt sao quốc tế. Khoảnh khắc gặp Rose, Blackpink, ở ngoài đời, cô nàng không giấu khỏi tâm trạng hân hoan, phấn khích và chiêu đãi người hâm mộ tấm hình lộ rõ vi rùa xinh đẹp, bừng sáng của nữ idol dù chỉ chụp bằng cam thường của điện thoại. Sau đó, Min còn gắn thẻ Rose trong bức ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp gỡ nữ idol đình đám vào một ngày gần nhất thông qua dòng chú thích. Hope to see you next time, tạm dịch là hy vọng được gặp bạn vào lần tiếp theo. Dễ dàng nhận thấy Rose sở hữu ngũ quan hài hòa, làn da cùng mái tóc sáng bừng dù bức hình được chụp bởi Min bị mờ, nhòe và ở trong điều kiện thiếu ánh sáng. Khi ngắm nhìn những tấm hình do đích thân bông hồng nước Úc đăng tải trên trang cá nhân, đa số khán giả đều nhận xét cô có khuôn mặt không góc chết. Cũng dễ hiểu vì từ xưa đến nay, Rose vốn được đông đảo khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp tựa như búp bê, chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng mái tóc vàng đặc trưng được chăm sóc tỉ mỉ trong nhiều năm. Hiện nữ idol sinh năm 1997 đang tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trái ngược so với hội chị em đang dục dịch điều hành công ty riêng, main vocal Blackpink vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về vấn đề này. Trở lại với Min, màn xuất ngoại của nữ ca sĩ trong những ngày gần đây đã làm cho nhiều khán giả ghen tị. Việc nàng này được gặp Rose cùng nhiều sao ngoại càng khiến cho công chúng trầm trồ, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hình ảnh chụp bản thân qua camera thường và ảnh được chính cô đăng tải lại có gì đó sai sai. Theo đó, với những khi quay clip hoặc selfie, dù diện mạo có phần khác lạ nhưng tổng thể nhan sắc của nữ ca sĩ vẫn mang đến cho người xem cảm giác hài hòa. Cho đến khi giọng ca trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu đăng tải ảnh nét sau đó, netizen lại không khỏi bất ngờ bởi ngũ quan có phần kém tự nhiên. Các chi tiết trên khuôn mặt như sóng mũi thẳng tắp và gương mặt nhỏ xíu trông Min trở nên đơ cứng lạ thường. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội được photoshop quá đà. Không ít fan bày tỏ quan điểm cô không cần chỉnh sửa ảnh quá nhiều cũng đã thu hút. Đây không phải lần đầu nhan sắc của Min nhận về nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng. Trước đó, những hình ảnh đời thường nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân cũng thu hút không ít sự bàn tán. Nhiều người còn đặt nghi vấn diện mạo ngày càng khác lạ của giọng ca có em chờ là do dao kéo quá đà. Min sinh năm 1988 là nữ ca sĩ được nhiều giới trẻ yêu thích khi còn là thành viên của ST319 Entertainment. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, cô nàng nhanh chóng gây chú ý với công chúng qua loạt bản hit như Tìm, Luôn Bên Anh, Nhớ. Từ năm 2016, Min chính thức hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo và ghi dấu bởi những sản phẩm âm nhạc chất lượng như Có Em Chờ, Hôn Anh, Vì Yêu Cứ Đầm Đầu, Cà Phê. Có thời điểm, nữ ca sĩ vướng nghi vấn hẹn hò với rapper 16 Tuyếp sau khi cả hai có hành động thân mật ngay trên sân khấu chung kết Rap Việt mùa 1. Cặp đôi cũng liên tục có những bài đăng được cho là thả thính nhau trên mạng xã hội, thậm chí còn trao nhau những cử chỉ ngọt ngào trên sân khấu và vướng đặt nghi vấn sống chung nhà. Thế nhưng trước mọi lời đồn đoán, họ chưa từng lên tiếng về mối quan hệ tình cảm của mình.